phân bổ đầu tư như thế nào là hợp lý và những cái khoản dự trữ như thế nào là hợp lý, và khoản dự trữ này chúng ta sẽ phân bổ vào những cái nhóm như thế nào, thì Hiệp sẽ chia sẻ ngắn gọn ở trong cái video này cho tất cả mọi người có một cái góc nhìn thấu đáo hơn về cái việc là chúng ta phân bổ rủi ro và phân bổ đầu tư nhé. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp phân tích ngắn, chia sẻ ngắn về một cái phân bổ trong cái cuộc sống chúng ta, làm sao nó giúp chúng ta hữu hiệu hơn. Đầu tiên Hiệp sẽ ví dụ là có hai anh, một anh A và một anh B. Thì đưa cho anh A một khoản tiền là 10 tỷ và sau 3 năm quay lại thì thấy anh A đã sử dụng cái khoản tiền này một cách nó vô cùng hữu hiệu và hỏi anh là tại sao cái số tiền còn lại của anh nó như thế này, thì anh A chia sẻ là bởi vì rất là nhiều yếu tố, do thị trường thay đổi, kinh nghiệm của tôi chưa có trong lĩnh vực mới, bởi vì tôi bị mắc lừa, bởi vì tôi đã tin những người khác, bởi vì rất là nhiều yếu tố cho nên là tổng số tiền còn lại của tôi hiện tại đang là chỉ có 1 tỷ thôi. Đó là một cái con số khá là tuyệt vời bởi vì chưa có mất hết. Cái người thứ hai là anh B thì cũng 10 tỷ, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì anh đã phát triển lên được là 20 tỷ, gấp đôi cái số tiền này cùng một khoảng thời gian với anh A. Và khi xuất phát điểm là hai anh bằng nhau, nhưng mà một khoảng thời gian thì anh A còn lại hơn 1 tỷ và anh B lên đến 20 tỷ, thì con số này chênh lệch nhau mười mấy, gần 20 lần. Thì điều gì tạo ra sự khác biệt này? Thì đây là một cái ví dụ giả định, nhưng thực tế mọi người có thấy là đâu đó có rất nhiều người ở ngoài kia họ cũng đang vướng vào những cái tình trạng này. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào cái tình trạng này để đưa ra cho chúng ta những cái bài học giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, chứ không đả kích, không kêu gọi, không phê phán bất kỳ người nào. Nếu vô tình anh chị đã nằm trong cái trường hợp giống như anh A trước đây, thì Hiệp cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị, là bởi vì cái niềm tin trong cuộc sống là cái thứ quan trọng nhất. Và qua cái quá trình trải nghiệm này thì Hiệp tin chắc chắn anh chị cũng đã trưởng thành lên rất là nhiều, và những cái lỗi sai đó chúng ta sẽ không có gặp phải. Thì trong cái chương trình chia sẻ hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ cái phần là phân bổ đầu tư và phân bổ cái tài chính để dự trữ. Đầu tiên là cái phần dự trữ trước ha. Thì theo cái thống kê của các cái tổ chức hàng đầu trên thế giới, thì cái con số tối ưu cho cái việc dự trữ là chúng ta là 6 tháng cho tổng cái tiền sinh hoạt. Ví dụ anh chị đang có một cái gia đình, nào là tiền ăn, tiền ở, tiền sinh hoạt phí, tiền học cho con, tiền tài xế, tiền giúp việc, tiền tất cả mọi tiền, mọi thứ tiền trong cuộc sống của anh chị là 100 triệu một tháng. Thì cái mức tối thiểu anh chị dự trữ là cái tiền này bỏ riêng qua một bên, không xài bất cứ một đồng nào ở trong quá trình này, không được đụng chạm đến nó, là 6 tháng dự trữ cho cuộc sống bình thường của anh chị. Như thế nó vẫn duy trì được bình thường là 6 tháng, tức là anh chị phải bỏ riêng ra 600 triệu cho cái số tiền này. Và nếu anh chị chỉ chi tiêu 50 triệu một tháng thôi, thì 5 nhân 6 là 300 triệu anh chị bỏ riêng ra một bên, không đụng chạm đến nó ha. Đây là cái con số mà theo cái thống kê. Tuy nhiên tùy vào cái điều kiện thực tế thì cái con số này có thể tăng lên. Mức tối thiểu là 6 tháng, anh chị có thể tăng lên là 1 năm rưỡi, 2 năm, tùy ý. Bởi vì mỗi người là một cái hoàn cảnh, nhưng ở nên ít nhất ở mức tối thiểu thì đó là con số nó sẽ giúp anh chị trở nên an toàn hơn một chút. Càng dự trữ nhiều thì là càng tốt. Rồi, xong cái phần dự trữ này thì chúng ta sẽ xử lý cái tiền dự trữ này như thế nào nữa. Chứ không phải là chúng ta dự trữ xong rồi chúng ta bỏ, ví dụ 6 tháng là 600 triệu, anh chị bỏ 600 triệu vô trong két. Thì đó không phải là cách dự trữ thông minh, mà đó là cách dự trữ đầy rủi ro. Và Hiệp phân tích tiếp là chúng ta dự trữ như thế nào nha. Dự trữ này chúng ta có thể phân bổ ra rất là nhiều cái nhóm khác nhau. Cái thứ nhất là chúng ta hãy dự trữ tiền mặt. Thứ hai, chúng ta có thể dự trữ ở dạng là vàng. Cái thứ ba, chúng ta có thể dự trữ ở dạng ngoại tệ. Thì ba cái yếu tố này là chính. Vậy thì anh chị sẽ thấy là vàng và ngoại tệ nó có biến động, thì cái con số biến động này Hiệp đánh giá nó không phải là lớn. Và xét theo thời gian thì chúng ta dự trữ là ở phần dài hạn, thì hai cái đơn vị này, vàng và ngoại tệ, thường là nó sẽ tăng. Vậy thì cái tiền mặt, đầu tiên chúng ta hãy phân bổ tiền mặt. Và trong cái nhóm này chúng ta cũng phải phân bổ cái sự nhiều ít nó khác nhau. Ví dụ như tiền mặt, anh chị sẽ dự trữ ở một cái số lượng lớn nhất là khoảng 50% cái số tiền, tổng số tiền mình dự trữ. Thì tiền mặt, anh chị có thể để một phần tiền mặt và một phần mình đi gửi tiết kiệm. Rồi phiên vàng thì chúng ta có thể mua loại vàng nhẫn hoặc là vàng miếng gì đó, tùy ý. Thì cái con số để có thể anh chị chuyển tiền qua thành vàng để dự trữ thì khoảng đâu đó khoảng 20-25%, thì thấy đây là hợp lý. Còn 20-25% còn lại chúng ta hoàn toàn có thể bỏ vào trong ngoại tệ. Và
không phụ thuộc vào một đồng ngoại tệ nào. Nếu cái số tiền của chúng ta đủ lớn á, thì chúng ta có thể phân bổ ra nhiều loại ngoại tệ khác nhau và chúng ta phán đoán là cái thị trường thế giới á, nó sẽ đi về đâu. Ví dụ như là cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang là một trong những cái đồng mà mọi người bắt đầu có cái sự quan tâm rất là nhiều. Thực ra giới tài phiệt họ đã theo dõi, đã quan tâm và đã tích trữ cái đồng này cũng khá là lâu rồi anh chị. Thì đây là những cái điều hết sức là cơ bản. Còn phân tích thêm sâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu là chi nhánh ra thêm. Nhưng đến đây Hiệp nghĩ là nó đã đủ cái sự nhìn nhận cho mọi người rồi. Rồi sau khi cái dự trữ tối thiểu và dự trữ bắt buộc nó đủ rồi thì chúng ta sẽ rơi xuống cái phần thứ hai, đó là bắt đầu qua cái phần đầu tư. Chứ còn nếu chúng ta chưa đạt được cái phần dự trữ mà chúng ta dồn hết vào đầu tư, mà có một cái biến cố nào gì đó diễn ra trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta xong luôn. Và hầu hết mọi người đang vướng vào vấn đề này. Thì cái tiền đầu tư của chúng ta thì mọi người cũng đang theo cái phân tích chung của thế giới, đó là chúng ta phải đạt được cái con số, làm sao làm chúng ta đạt được con số là 1 triệu đô la để đầu tư. Thì đây là một con số ở mức độ là trung bình khá, ít nhất nằm trong cái khoảng đó. Thì đầu tư chúng ta vẫn có rất là nhiều kênh đầu tư khác nhau, là cổ phiếu nè, trái phiếu nè, cổ phần doanh nghiệp nè, bất động sản nè, đầu tư tài chính vân vân, có rất là nhiều cách đầu tư. Tuy nhiên nếu những anh chị đã có cái nhóm ngành đầu tư chuyên sâu và rất am hiểu về cái nhóm ngành này rồi thì Hiệp sẽ không phân tích vào từng cái nhóm ngành của các anh chị. Còn đối với những người mà chưa có cái kinh nghiệm đầu tư sâu trong từng ngành một thì chúng ta có thể phân bổ. Nhưng mà cái sự phân bổ là có lúc thì chúng ta không nên để trứng vào một giỏ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng có thể là để gần hết trứng vào một giỏ để tăng tốc. Và tùy vào điều kiện của môi trường, tùy vào cái thời gian diễn biến kinh tế nó khác nhau, chúng ta có những cái phương pháp và có cái sự điều tiết về cái con số đầu tư nó khác nhau. Tuy nhiên đầu tiên thì chia sẻ về cái đầu tư crypto đi, coin và forex đi. Thì nếu chúng ta không phải là một trong những người hàng đầu có cái kinh nghiệm chuyên sâu thì Hiệp khuyên mọi người này nên hết sức cân nhắc. Cái tiếp theo là cái thị trường chứng khoán. Thì theo cái khảo sát của VTV thì sắp tới khoảng đâu đó 34% cái số lượng người được khảo sát họ sẽ đổ tiền vào thị trường chứng khoán trong năm 2024 này. Thì đây là một cái con số mà mọi người đang rất là quan tâm về thị trường chứng khoán. Thì mọi người có thể cân nhắc. Và đối với chứng khoán là một kênh đầu tư khá là phổ biến khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đầu tư chứng khoán đúng không ạ? Không phải ai cũng phải biết phân tích. Và có rất là nhiều cái yếu tố thì anh chị trước khi đầu tư chứng khoán chúng ta nên tìm hiểu sâu và đi theo những cái chuyên gia họ có tâm và có tầm, họ sẽ giúp đỡ cho mình. Rồi kênh còn lại có thể là vàng hoặc là ngoại tệ. Thì vàng trong năm 2023 là một năm đại phát và có rất là nhiều người cũng nghĩ là năm 2024 nó vẫn còn tiếp tục, bởi vì có nhiều cái sự biến động về kinh tế và chính trị trên toàn thế giới, nó sẽ khiến cho thị trường vàng tiếp tục lên ngôi. Thì còn thực tế nó như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi cái kết quả diễn biến trong năm 2024 này. Còn một cái kênh đầu tư nữa mà Hiệp thấy là gần như ai cũng có thể đầu tư được, đó là bất động sản. Tuy nhiên ở trong bất động sản thì cái dân làm nghề họ có một cái câu nói như thế này là ai cũng phải mất tiền thôi. Trong đầu tư nói chung thì ai cũng phải mất tiền thôi. Thì mất tiền sớm thì đỡ mất tiền muộn. Và hãy chọn cái cách mất tiền làm sao cho nó hợp lý và nó ít nhất. Tức là khi chúng ta mất tiền cho cái việc là chúng ta học một cái kinh nghiệm, một cái kiến thức nào đó thì chúng ta trả tiền trước đi. Thì chúng ta sẽ không phải trả giá thực tế. Và khi chúng ta trả giá thực tế ngoài thị trường, khi chúng ta trả giá thực tế ngoài thị trường thì cái con số trả giá này nó sẽ rất là nhiều, nó to hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta chủ động trả giá trước. Và thị trường bất động sản trong khoảng thời gian sắp tới thì Hiệp nghĩ là nó có những cái sự biến động khá là lớn, bởi vì nhiều cái bối cảnh, nhiều cái yếu tố nó thúc đẩy cái kinh tế khác nhau. Thứ nhất là tiền người dân không còn muốn để trong ngân hàng nữa, họ phải đi ra ngoài làm ăn kinh doanh thì một số cái dòng tiền nó sẽ đẩy vào trong bất động sản. Thứ hai nữa là chúng ta để ý một chút xíu là năm 2008 nó suy thoái rất là nhiều, 2012, 2013 cũng suy thoái cực khủng luôn. Và khi mà luật đất đai thông qua năm 2013 thì sau đó bất động sản nó sẽ được phục hồi. Và luật 2024 vừa mới thông qua thì nó thấy là nhiều cái sự thay đổi rất là tích cực để thúc đẩy thị trường bất động sản và thúc đẩy một cách hiệu quả cho người dân sở hữu bất động sản. Thúc đẩy cho cái việc là đưa về giá trị thật và cái tính hiệu quả, tính sử dụng ở trong bất động sản cũng được thúc đẩy luôn. Thì đây là những cái sự thay đổi Hiệp nghĩ là nó tích cực, rất là tích cực cho thị trường.
cộng thêm là cái con số đầu tư nước ngoài trong những khoảng thời gian qua và năm 2024 họ đang đầu tư vào Việt Nam là một cái con số đang phát triển lên từng ngày. Thì vậy khi có cái sự đầu tư nước ngoài thì mọi thứ nó sẽ thay đổi, hạ tầng nó thay đổi, dòng tiền nó đổ vào nhiều hơn, công ăn việc làm sẽ được tạo ra, và Hiệp nghĩ là năm 2024 là một cái năm có nhiều cái sự biến đổi tích cực hơn của nền kinh tế. Nó sẽ thay đổi một cách tích cực, và đương nhiên còn rất là nhiều cái yếu tố thúc đẩy nền kinh tế nữa. Thì anh chị hãy bổ sung thêm những ý kiến của mình vào trong cái phần này, vì Hiệp không phân tích thêm nữa bởi vì video này có thể nó sẽ dài hơn. Thì đây là có rất là nhiều cái nhóm ngành đầu tư để anh chị có thể tham gia vào, và mỗi người sẽ có một cái kịch bản đầu tư phân bổ như thế nào là hợp lý. Thì tại sao chúng ta có thể nên phân bổ vào 5-10% tổng vốn mình đầu tư vàng, và bên cạnh đó chúng ta cân bằng bằng một cái lượng cổ phiếu. Thì vàng nó lên thì cổ phiếu nó giảm, mà ngược lại thì tại sao nó tạo ra cái lý do đó, thì Hiệp sẽ phân tích sâu hơn ở trong những cái buổi chia sẻ và những cái buổi huấn luyện của Hiệp. Còn trong cái video này thì anh chị nắm những cái điều hết sức cốt lõi như thế này thì Hiệp nghĩ nó sẽ mang lại cái hữu ích rất lớn cho tất cả các anh chị. Và đặc biệt còn băn khoăn cái vấn đề nào đó mà mình còn chưa tìm được cái hướng giải quyết và chúng ta cần cái sự tư vấn, thì anh chị mạnh dạn để lại ý kiến của mình ở trong phần bình luận nha. Thì đây là cái dòng tiền, chúng ta đến cái phần thứ hai, đó là phần đầu tư. Cái phần thứ ba là sau khi chúng ta đã có là để dành tích lũy phòng trừ rủi ro rồi nè, cái thứ hai là chúng ta được đầu tư rồi, thì khi chúng ta tạo ra cái lợi nhuận thì đến cái phần thứ ba là chúng ta mang cái giá trị của chúng ta còn tiền đó, thì chúng ta phục vụ cho cuộc sống của chúng ta, phục vụ cho những cái mơ ước của chúng ta. Anh chị có nhiều anh chị là mơ ước đi vòng quanh thế giới, thì chúng ta phải làm tốt hai cái phần ở trên thì chúng ta bắt đầu tiền nó đầy cái hũ thứ hai, rồi nó sẽ chảy xuống cái hũ thứ ba, đó là hũ thực hiện những mơ ước. Có những anh chị mơ ước là chúng ta một lần đi mô tô xuyên Việt, thì chúng ta hãy đầu tư cho nó trở nên hiệu quả và nó tạo ra được cái dòng tiền tốt, anh chị hoàn toàn có thể thực hiện được ước mơ. Còn có những người mơ ước rất là đơn giản là chúng ta có một cái vườn cây nhỏ thôi, vườn lan hoặc vườn bonsai, để chúng ta có thể chăm sóc cái cây hàng ngày, chúng ta có thể ngắm nó hàng ngày, chúng ta ngồi uống trà nhìn ngắm những cái cây, những cái tác phẩm mình tạo ra, thì có rất là nhiều mơ ước khác nhau. Vậy thì để đạt được những mơ ước này thì anh chị hãy đạt được hai cái điều ở phía trước nó ổn định vững chắc, thì Hiệp tin là cái điều thứ ba anh chị cũng sẽ đạt được bên cạnh đó. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp anh chị có thêm những cái góc nhìn nó tích cực và phân bổ đầu tư làm sao cho nó hợp lý ở năm 2024 này. Và chúc anh chị có những suất đầu tư thật là an toàn và thuận lợi nhé. Cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.